Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Đề thi đấm máu của Lôi Mễ phần 3. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Là cậu à? Vào đây. Không làm phiền thầy chứ? Làm gì có. Vẫn uống nước trắng chứ? Được. Mấy cuốn sách đó đã đọc xong rồi à? Đúng vậy, tôi đến trả sách. Thế nào, đọc hiểu không? Cũng không hiểu lắm, nhiều chỗ cũng không hiểu nổi. Không sao, điều này rất bình thường. Đối với cậu, những cuốn sách đó quả thực hơi thâm sâu một chút. Dạo này thế nào? Cũng bình thường. Nhưng sao sắc mặt cậu kém thế? Vẫn vì việc đó sao? Cái việc mà cậu cảm thấy sợ hãi đấy. Đúng vậy. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là cậu sợ cái gì? Tôi hy vọng cậu có thể tin tưởng tôi. Nhìn tôi đây, có thể tôi sẽ giúp được cậu. Được rồi, tôi hơi sợ điểm danh. Điểm danh? Rất kỳ lạ phải không? Không, tôi không thấy kỳ lạ chút nào. Tôi đã từng quen một người, anh ta không dám đi qua cầu vượt một mình. Gì cơ? Không dám đi qua cầu vượt một mình? Đúng vậy. Sau này đã phát triển đến độ còn không dám đi một mình trên con phố nhỏ, cứ phải có bà xã đi cùng mới được. Nhưng tại sao? Đây cũng là một chứng sợ hãi. Đúng thế, đây cũng là một kiểu biểu hiện của chứng sợ hãi. Người này từ nhỏ đã được nuông chiều, việc gì cũng được người khác sắp xếp ổn thỏa. Sau khi kết hôn thì luôn dựa dẫm vào vợ. Cho nên trong tiềm thức của anh ta luôn có một loại nhu cầu quấn lấy vợ như trẻ con. Nhưng trên tầng ý thức, anh ta vẫn không chịu thừa nhận lại nhu cầu trẻ con này, thế nên bèn viện cớ chứng sợ hãi để ép vợ anh ta có nghĩa vụ phải đi cùng anh ta. Sau đó, anh ta có chữa khỏi được không? Đương nhiên, kết hợp giữa uống thuốc và chữa trị bằng hành vi, anh ta đã nhanh chóng hồi phục. Xem ra cũng chưa phải là hết thuốc chữa. Đương nhiên rồi. Thế nào? Có muốn nói xem vì sao cậu lại sợ điểm danh không? Nói thực, chính tôi cũng không biết. Vậy cậu sợ điểm danh từ khi nào? Tôi cũng không nhớ nữa. Xin lỗi. Không sao. Nào, nằm xuống chiếc ghế dựa này. Thế nào? Dễ chịu không? Rất dễ chịu. Muốn nghe chút nhạc không? Đồng ý. Nghe cái này trước. Khúc nhạc du của Mozart chợt vang lên trong phòng. Sau đó là bài hát mùa hè của Mendelssohn. Rồi đến bài Những thời khắc đã qua của Sái Cầm. Bài nào khiến cậu thấy dễ chịu? Bài cuối cùng, hai bài trước tôi không hiểu. Được, buổi chiều có mấy tiết học? Gì cơ? Hai tiết. Sau đó cậu sẽ làm gì? Đi đánh bóng rổ. Cuộc sống thật phong phú. Có thấy mệt không? Một chút. Được rồi, cậu hãy xem như mình đang nghỉ ngơi. Sau đây cậu hãy làm theo lời tôi nói. Trước tiên cậu hãy điều chỉnh cơ thể ở một vị trí thoải mái nhất. Tiếp đó thả lỏng cơ thể, từ từ hít thở sâu. Giống thế này phải không? Đúng rồi, tốt lắm. Từ từ thở ra. Làm như thế, rất tốt. Thử lại lần nữa nào. Hít thở sâu. Thở ra. Tốt. Cậu thích khung cảnh thế nào? Bờ biển đi. Được. Bây giờ cậu tưởng tượng cậu đang nằm trên bờ biển, gió biển mát lạnh, khoan khoái dễ chịu, những đợt sóng biển rì rầm vỗ vào bờ đá. Có thể cảm nhận được tâm hồn cậu không? Rất tốt. Hãy dùng tâm hồn để cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể cậu. Khi cậu cảm nhận đến bộ phận đầu, phần đầu sẽ được thả lỏng. Khi cậu cảm nhận đến phần ngực, phần lưng, cơ thể sẽ được thả lỏng. Thả lỏng phần bụng của cậu, hơi thở sẽ càng trở nên nhẹ nhõm hơn. Khi cậu cảm nhận đến đôi tay sẽ được thả lỏng. Khi cậu cảm nhận đến đôi chân, chân cũng được thả lỏng. Toàn bộ cơ thể cậu sẽ càng lúc càng thư thái. Được. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Rất dễ chịu, trong lòng rất thư thái, trên người dường như có ánh sáng trắng, giọng rất trầm, như thể nói ra chữ nào đều tốn rất nhiều công sức. Tốt lắm, cậu hãy yên lặng mà hưởng thụ đi nhé. 5 phút sau. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đếm từ 1 đến 10. Khi tôi đếm đến 10, tiềm thức của cậu sẽ đưa cậu về một khoảng thời gian nào đấy trong quá khứ.
cậu sẽ nhìn thấy một sự việc nào đó có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Khi tôi đếm đến 10, bất luận cậu nhìn thấy gì, cũng đều nói ra nhé. Sau khi nói ra, nếu đó là niềm vui, cậu sẽ ghi nhớ. Nếu không vui thì vứt nó ra khỏi trí não, được không? Từ từ gật đầu. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đột nhiên, có thể nhìn thấy con ngươi mắt đang chuyển động nhanh dưới mi mắt. Rất tốt. Điều này chứng tỏ tiềm thức đã bắt đầu cung cấp thông tin. Chúng tôi đang ở trong sân, mùi thơm của châu chấu nướng. Bố tôi đèo tôi bằng xe đạp về nhà. Phải làm xong hết bài tập mới được đi chơi. Súng gỗ đẹp hơn của Đại Mãnh. Trong khoảng thời gian cậu đang hồi tưởng lại, chắc cậu không quá 10 tuổi. Tôi đang cùng các bạn chơi trò xung phong, chiến đấu. Giọng nói trở nên non nớt, nhí nhảnh. Trong hố cát, bé mập thật lười quá. Mỗi lần bị chết đều không chịu nằm xuống. Đằng kia có chú giải phóng quân đang tập luyện trong đội ngũ. Giọng đầy ngưỡng mộ, uy phong quá. 121, 121, điểm danh. Vương Lập Ba, có. Mạnh Phàm Chiết, có. Sao vừa đến chú ấy là lại khựng lại? Chú chỉ huy đang nổi giận, giọng có vẻ sợ hãi. Điểm danh lại. Sao lại bị khựng lại thế nhỉ? Vẫn điểm danh lại. Chú ơi cố lên. Bị nói lắp. Không được đánh người. Cơ thể bắt đầu run rẩy, nhiều máu quá. Chú ấy bị phạt chạy một mình trên sân vận động. Hơi thở bỗng trở nên dồn dập, toàn thân co giật. Cậu nhìn thấy gì? Ngã rồi, bắt đầu khóc thút thít. Chán, máu cứ chảy mái. Thầy giáo dạy thể dục, điểm danh tát vào mặt tôi. Không. Được rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc lần trải nghiệm này. Tất cả những điều cậu vừa nhìn thấy đã khắc ghi lại trong trí não cậu. Dù bất cứ lúc nào, cậu cũng có thể dễ dàng hồi tưởng lại. Có phải vậy không? Đúng, đúng vậy. Còn có thể cảm nhận được ánh sáng trắng nữa không? Có thể. Rất tốt. Bây giờ ánh sáng trắng từ từ tan biến. Cơ thể và tinh thần cậu cũng dần tỉnh lại. Khi tôi đếm ngược từ 10 đến 1, cậu sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Cậu hiểu chứ? Hiểu rồi. Được. 10. Ánh sáng trắng càng lúc càng nhạt, cảm thấy toàn cơ thể được thả lỏng. 9. Giờ đây cậu càng lúc càng tỉnh táo. 8. Dần dần hồi phục cảm giác bình thường của cơ thể. 7. Ngón tay bắt đầu có cảm giác. 6. Trong lòng cậu rất yên tĩnh. 5. Càng lúc càng tỉnh táo. 4. Cổ cậu từ từ chuyển động. 3. Cậu cảm thấy toàn thân cậu đang ẩn chứa nguồn năng lượng vô tận. 2. Chuẩn bị tỉnh dậy. Phía trước là lối ra. 1. Cậu đã hoàn toàn tỉnh lại. Hãy mở mắt ra. Hít thở sâu. Trời ơi, tôi vừa rồi bị thôi miên phải không? Cứ coi như thế đi. Tôi nhớ ra rồi. Năm 9 tuổi, tôi đã nhìn thấy một anh giải phóng quân nói lắp bị phạt nặng. Nghe có vẻ đúng là có chuyện đó. Sao tôi chẳng bao giờ nhớ được nhỉ? Đây gọi là mất trí nhớ do nguyên nhân xã hội. Kiểu mất trí nhớ này mang tính chọn lựa. Tức là cậu sẽ chọn lựa lãng quên những ký ức khiến cậu đau khổ. Nói thẳng ra, chính là một kiểu chạy trốn. Tôi nhớ lại những chuyện đó có giúp ích gì được không? Đương nhiên, muốn giải quyết bất cứ sự việc gì đều phải tìm được điểm then chốt, đặc biệt là tâm bệnh. Tìm ra nguyên nhân thì dễ xử lý thôi. Thầy có đồng ý giúp tôi không? Cậu có tin tưởng tôi không? Đương nhiên, thầy đồng ý không? Chẳng phải tôi vẫn luôn giúp đỡ cậu đó sao? Cảm ơn thầy. Đừng có khách sáo thế. Tôi chỉ có một yêu cầu. Phải giữ bí mật cho tôi. Được không? Được. Ngủ ngon, đọc sách, đi học, thỉnh thoảng đánh bóng rổ. Không cần suy nghĩ xem liệu ai sẽ bị giết. Không cần đối diện với thằng điên uống máu người. Ngay cả cơn ác mộng cũng rất ít gặp. Đây chính là cuộc sống hạnh phúc. Phương Mộc ngày ngày đều đi lại vội vàng hoặc thảnh thơi trong sân trường như mọi người. Sống yên tĩnh giản đơn trong một tuần.
Cuối tuần tranh thủ về nhà một lần, ăn no mấy bữa cơm mẹ làm, béo lên được một cân. Thời tiết càng lúc càng nóng, kỳ lạ thay, tâm trạng cũng càng lúc càng vui hơn. Ngồi trên xe buýt trên đường trở về trường, cơn gió nhẹ mơn man trên mặt, cảm giác buồn buồn rất dễ chịu. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang rực rỡ, mũi ngửi thấy mùi cỏ xanh, sờ thấy những chai lọ trong cặp sách, đó là dưa muối và thịt hầm mẹ nhét vào, uể oải dựa người vào ghế, lim dim nhắm mắt lại ngủ một giấc. Thứ cảm giác này bao lâu rồi chưa có nhỉ? Phương Mộc trở về ký túc xá, Đỗ Ninh đang chơi CS, nghe thấy tiếng Phương Mộc đẩy cửa bước vào, chẳng buồn quay đầu lại, chỉ hỏi Lễ Lệ. Về rồi à? Phương Mộc ừ một tiếng, lấy ra một chai thịt hầm, đặt lên bàn Đỗ Ninh. Mẹ tôi làm đấy, cậu ăn thử xem. Đỗ Ninh hơi ngạc nhiên, quay lại. Cảm ơn. Cẩn thận. Phương Mộc chỉ tay vào màn hình. Đỗ Ninh cuống cuồng ấn bàn phím và chuột. Muộn mất rồi. Bằng, bị bắn vỡ sọ. Mẹ nó chứ, không chơi nữa. Đỗ Ninh thoát ra khỏi trò chơi, mở ngăn kéo, lấy một đôi đũa, mở lọ thịt hầm, thò đũa vào khuấy mấy cái, rồi đưa lên miệng. Thơm quá, mẹ cậu nấu ngon quá. Vậy ăn nhiều một chút, tớ vẫn còn. Trưa nay tớ ăn mì thôi, trộn thịt hầm, hương vị chắc chắn sẽ rất tuyệt. Đỗ Ninh lại gắp một miếng to, cho vào miệng. Cậu không sợ mặn à? Phương Mộc cười. Hỡi anh em, có thể nhận thấy dạo này tâm trạng cậu rất tốt đấy. Đỗ Ninh vừa nhai vừa nói. Vậy sao? Phương Mộc vừa sắp xếp đồ, vừa thản nhiên đáp lời. Cậu như vậy là ổn đấy. Cùng trò chuyện với mọi người, đừng có giữ mãi thái độ lạnh lùng, dửng dưng. Mọi người đều cho rằng mình là quái nhân phải không? Phương Mộc cười hỏi. Ừ. Đỗ Ninh do dự một lát. Ừ, cũng không thể nói như vậy. Tóm lại, đều thấy cậu sống hướng nội. Được. Quãng thời gian trước, luôn cảm thấy cậu gặp phải chuyện phiền phức gì đó. Lưu Kiện Quân có một lần nói với mình là nhìn thấy cậu đêm hôm khuya khoắt, đi đi lại lại ở hành lang. Cậu có tâm sự gì cứ nói với mình. Chúng ta là bạn bè tốt, không phải sao? Phương Mộc nhìn Đỗ Ninh, trên mặt cậu thể hiện sự chân thành tuyệt đối. Lần đầu tiên tặng quà cho cậu ta đã khiến cậu ta cảm động đến nhường này. Đúng thế. Phương Mộc gật đầu. Sau khi ăn trưa xong, Phương Mộc và Đỗ Ninh mỗi người ngồi trước máy vi tính của mình. Đỗ Ninh lại tàn sát không biết mệt mỏi trong trò chơi chống khủng bố. Phương Mộc vốn định sắp xếp lại tài liệu về vụ án Mã Khải, nhưng trong buổi chiều đẹp trời thế này, cậu thực sự không muốn để cho những thứ u ám, máu tanh bao trùm lên đầu óc mình, thế nên bèn tiện tay mở một trang web. Cửa bật mở, Lưu Kiện Quân cầm bóng rổ và mấy người bạn cười hi hi ha ha lao vào phòng. Nhìn thấy Phương Mộc cũng đang ở đó, âm thanh của mấy cậu bạn cũng không hẹn mà cũng trầm hẳn xuống. Lưu Kiện Quân thả quả bóng xuống, lấy tay véo nhẹ tai Đỗ Ninh. Đừng chơi nữa, đi đánh bóng thôi. Quả bóng rổ nảy vào chân Phương Mộc, làm bẩn quần bò của cậu. Lưu Kiện Quân thấy quần Phương Mộc bị bẩn, ngại ngùng nói. Xin lỗi nhé. Không sao. Phương Mộc xua xua tay, tiếp tục xem trang web của mình. Đỗ Ninh cúi người lấy đôi giày thể thao trong gầm giường, đi vào chân, quay sang nói với Phương Mộc. Cùng đi nhé. Thôi. Đi thôi, cùng đi nào. Lưu Kiện Quân cũng mời lịch sự. Cậu ấy, cậu nghĩ mình là tay chơi bóng nổi tiếng chắc, có cần phải trả tiền ra sân không? Đỗ Ninh cười nói. Phương Mộc do dự một lát, rồi lấy chiếc quần sóc thể thao từ trong ngăn tủ quần áo. Khi chia đội, Đỗ Ninh kéo Phương Mộc về phía đội mình. Các cậu phải cẩn thận, cậu ấy lợi hại lắm đấy. Đỗ Ninh chỉ vào Phương Mộc, tỏ vẻ rất nghiêm túc. Trận đấu bóng 4-4 bắt đầu, 8 người chạy nhảy, tranh cướp trên sân bóng. Không, nói một cách chính xác, trong mấy phút đầu, chỉ có 7 người thi đấu. Phương Mộc vẫn đứng im không biết nên làm gì, không đi lên tranh bóng, cũng không ai chuyển bóng cho cậu. Đã bao lâu rồi không tham gia hoạt động tập thể như thế này rồi nhỉ? Bao lâu nay, Phương Mộc toàn chỉ luyện ném bóng một mình trên sân bóng rổ. Tham gia trận đấu bóng như thế này, cậu thấy không quen. Đỗ Ninh gắng sức đưa bóng đến trước rổ. Sau khi nhảy lên, thấy Lưu Kiện Quân cao to đang giơ tay ra chắn, tình thế nguy cấp. Nơi khóe mắt liếc nhìn thấy Phương Mộc đang đứng ở gần đường ném phạt bóng, bèn truyền bóng sang cho Phương Mộc. Phương Mộc ngẩn người, đón bóng theo bản năng. Lúc này, một người cùng đội đã tiến vào phía dưới rổ bóng. Xung quanh không có ai phòng thủ. Phương Mộc không nghĩ ngợi gì, bèn nhanh chóng truyền bóng cho cậu ta.
cậu bạn đó dễ dàng ném bóng vào rổ ghi bàn. Tuyệt quá! Mấy người khác khen ngợi. Cậu bạn vừa mới ghi bàn hưng phấn chạy đến, giơ bàn tay về phía Phương Mộc. Phương Mộc bất giác cũng giơ bàn tay lên. Hai bàn tay đập vào nhau kêu vang. Âm thanh này khiến con tim Phương Mộc nóng bừng lên. Cậu cảm thấy một thứ cảm giác vừa thân quen lại vừa lạ lẫm đang âm thầm trở lại trong cậu. Những buổi chiều nắng nóng đó, những tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi đó, những tiếng reo hò ầm ĩ huyên náo thân thiện đó, đó là những tháng năm tuổi trẻ đã lặng lẽ rời xa cuộc sống vô tư, vô lo, vô nghĩ. Bóng lại truyền đến, đón lấy bóng, đập xuống mấy phát, nhoài người, dướn vai phải, thân hình linh hoạt. Đúng thế, hồi đó tôi đã làm như vậy. Dừng gấp nhảy lên ra tay, cảm giác thật quen thuộc. Quả bóng rơi thẳng vào lưới. Giỏi quá! Lưu Kiện Quân reo hò. Tớ đã nói rồi còn gì, cậu ấy rất lợi hại. Đỗ Ninh đắc ý nói. Để tớ đến kèm cậu ấy. Lưu Kiện Quân chạy đến bên Phương Mộc, áp sát vào cậu. Thời tiết càng lúc càng nóng, trận đấu càng lúc càng quyết liệt, tăng tốc độ, nhận bóng, chuyển bóng, cướp bóng, ném bóng. Mọi người đều chơi rất hăng say và thân thiện. Chuẩn xác quá. Anh chàng này thật không ngờ đấy. Chia lại đội thôi, bọn tớ nhận Phương Mộc. Mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, Phương Mộc nhắm mắt lại. Đúng vậy, hồi đó tôi đã vui vẻ như thế này. Cho đến tận khi trời tối đen không còn nhìn thấy bóng nữa, họ mới luyến tiếc rời khỏi sân bóng. Khi đi qua cửa hàng trong trường, Phương Mộc mua một quả dưa hấu để lạnh. Trở về phòng ký túc xá, mọi người xẻ quả dưa bên trong còn có cả đá bào, tranh cướp nhau ăn. Có người bị nghẹn dưa hấu, ho sặc sụa, khiến cho mọi người xuống vào trêu chọc. Tớ nói này, Phương Mộc. Lưu Kiện Quân lau nước dưa dính trên khóe miệng. Tham gia vào đội bóng rổ của viện ta đi. Lần sau có cuộc thi cúp thạc sĩ, cậu vào vị trí hậu vệ. Mình á? Phương Mộc ném vỏ một miếng dưa hấu, đột nhiên cười nói. Mình phải thu phí ra sân đấy. Mọi người đều cười vang. Lưu Kiện Quân cầm miếng vỏ dưa lên làm ra vẻ định ném. Phương Mộc cười, cũng làm ra vẻ bị ném trúng. Mọi người đang cười nói rôm rả, Mạnh Phàm Chiết chợt đẩy cửa bước vào. Vừa vào phòng, xém chút nữa thì trượt ngã vì miếng vỏ dưa hấu. Các cậu đang làm gì đấy? Ra là cậu à? Ăn miếng dưa hấu nhé. Đỗ Ninh mời cậu ta. Mình không ăn đâu. Mạnh Phàm Chiết xua xua tay. Mình đến tìm Tom. Tom... Tom gì? Phương Mộc hỏi đầy ngạc nhiên. Cậu không biết đấy. Lưu Kiện Quân nói. Mấy hôm nay cậu ấy nuôi một con mèo, đặt tên là Tom. Cậu nháy nháy mắt với Phương Mộc. Cho nên giờ bọn mình gọi cậu ấy là Jerry. Mọi người lại một lần nữa cười vang. Mạnh Phàm Chiết lao đến bóp cổ Lưu Kiện Quân. Được rồi, tớ biết mèo của cậu ở đâu đấy. Đỗ Ninh nói rất nghiêm túc. Ở đâu? Mạnh Phàm Chiết thả Lưu Kiện Quân ra. Ở đây này. Đỗ Ninh giơ bát cơm lên. Còn thừa cái đuôi đây, cậu có muốn nếm thử không? Không phải chứ. Mạnh Phàm Chiết liền biến sắc mặt. Thơm quá. Đỗ Ninh giả vờ chép chép miệng vẻ luyến tiếc. Được rồi, cậu ấy trêu cậu đấy. Phương Mộc thấy mắt của Mạnh Phàm Chiết như muốn nhảy ra ngoài, vội lên tiếng. Cậu thật là... Mạnh Phàm Chiết khôi phục lại trạng thái bình thường, giận dữ nói. Cậu cũng thật là quá thật thà thì phải. Thế mà cũng tin. Đỗ Ninh cười vang. Đúng lúc đó, bên ngoài hành lang lên tiếng gọi khẩn thiết, bực bội. Mạnh Phàm Chiết, con mèo chết tiệt của cậu ị lên giường tôi đây này. Đến ngay đây. Mạnh Phàm Chiết vội vàng chạy ra, mấy người cũng chạy ra theo. Không biết tên ngốc nào lại gặp xui xẻo đây. Được rồi, tớ cũng về đây. Phương Mộc, hôm nào chúng ta đọ sức nhé. Một chọi một. Lưu Kiện Quân đứng dậy nói. Đồng ý. Phương Mộc cười đáp. Còn về đống vỏ dưa hấu này, Lưu Kiện Quân giả vờ trầm tư, giơ tay ra kéo cửa. Các cậu tự thu dọn nhé. Nói xong cười tươi rói, kéo cửa chuồn luôn. Đỗ Ninh nhặt chiếc dép lê ném theo, kết quả là ném ngay vào cánh cửa. Trước khi đi ngủ, Phương Mộc vào phòng tắm dội nước lạnh. Đứng dưới vòi tắm hoa sen, nước lạnh chảy khắp cơ thể. Có một thứ cảm giác sảng khoái lạ thường. Phương Mộc ngẩng đầu, để nước mặc sức lan chảy khắp mặt mình. Bên cạnh cậu có hai nam sinh khoa toán, vừa tắm vừa chuyện trò rôm rả về người đẹp thân hình gợi cảm gặp ở thư viện hôm nay.
Cách lớp cửa kính sần, có thể thấp thoáng cảm nhận được những ánh đèn trong tòa ký túc xá đối diện, vừa mơ hồ vừa ấm áp. Thực ra trong cuộc sống có rất nhiều niềm vui, chỉ là tôi tự cảm thấy mình không đáng được hưởng thụ. Trở về phòng, Đỗ Ninh đã bắt đầu gáy khò khò, nhưng cậu chàng này cũng rất chu đáo, để lại đèn bàn cho Phương Mộc. Phương Mộc cảm thấy rất mệt mỏi, lâu lắm không vận động, đầu gối và vai nhức mỏi rã rời. Không chờ cho tóc khô, cậu đã lên giường nằm. Có thứ gì đó cồm cộm, cậu thò tay xuống dưới gối, đó là con dao găm. Nằm trên giường, Phương Mộc ngắm nghía tỉ mỉ con dao găm, cán dao màu xanh lá cây, hơi thô. Phần đã bị lửa đốt cháy sần sùi. Rút dao ra, dưới ánh đèn bàn, lưỡi dao trông vô cùng lạnh lẽo. Phương Mộc chở người bước xuống giường, nhét con dao găm vào đống quần áo trong tủ, lại lên giường, tắt đèn đi ngủ. Đỗ Ninh đang ngủ, nhưng trong cơn mê cậu vẫn thấp thoáng nhận ra cậu bạn cùng phòng đang chằn trọc trên giường. Cái cậu chàng này không phải lại gặp ác mộng rồi đấy chứ. Cậu lầm bầm rồi lại chìm vào giấc ngủ. 1 giờ sáng, Phương Mộc đột nhiên choàng tỉnh dậy, bước xuống giường, mở tủ quần áo, lấy con dao găm ra, sắc mặt lạnh lùng, nhét con dao găm xuống dưới gối, kéo chăn trùm kín đầu. Cuối cùng, cơn buồn ngủ cũng lặng lẽ kéo đến. Chiều thứ tư đại hội toàn trường. Chủ đề chính của hội nghị là quán triệt cương lĩnh của Ủy ban Giáo dục tỉnh về học đi đôi với hành, lấy khoa học để thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại. Giáo viên, nhân viên toàn trường đều tham gia đại hội. Hội trường chật ních người, đương nhiên nửa già số người đều đang ngủ gật. Thầy hiệu trưởng phát biểu, bí thư đảng của trường phát biểu, người phụ trách giảng dạy và hiệu phó chuyên ngành nghiên cứu khoa học phát biểu. Hiệu phó Tề vừa mới được đề bạt từ chức trưởng khoa nghiên cứu khoa học. Có lẽ đây là lần đầu tiên được nổi bật trước toàn trường. Có thể nhận thấy thầy rất căng thẳng, đồng thời cũng rất hưng phấn. Hai vị lãnh đạo đầu tiên phát biểu chưa đến nửa tiếng đồng hồ, còn thầy giáo này nói gần 1 tiếng mới nói đến phương diện thứ hai của vấn đề thứ hai. Phương Mộc ở dưới mơ màng ngủ, gật gà gật gù, phòng họp rất nóng nực. Có thể cảm nhận thấy giọt mồ hôi rơi xuống cổ, xuống người, cảm giác dính nhơm nhớp thật khó chịu. Cậu cố gắng mở mắt, vừa phe phẩy cổ áo, vừa nhìn xung quanh. Đỗ Ninh đang ngủ rất ngon, nước dãi nhỏ ra cả vai vẫn không hay biết. Người bên cạnh chưa ngủ nhưng đầu gật gật, có lẽ cũng sắp không thể gắng gượng được nữa. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đã từng nói khoa học kỹ thuật là sức sản xuất đầu tiên. Điều này đã nói lên địa vị quan trọng của khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng đặt cho chúng ta, những người làm công tác nghiên cứu khoa học, một câu hỏi. Đó chính là vì sao chúng ta lại làm về nghiên cứu khoa học? Hiệu phó Tề cố ý dừng lại một lát, nhưng những thính giả ở bên dưới, người thì ngủ, người thức cũng chẳng buồn chú ý, cho nên không tạo được sức hấp dẫn để mọi người suy ngẫm, đành phải tự trả lời câu hỏi của mình. Là để phục vụ thực tiễn. Để che giấu sự sượng sùng của mình, ông cầm tách trà, uống một ngụm, nhổ bá chè, hào hứng nói. Trước đây, chúng ta làm về công việc nghiên cứu hãy còn quá ít. Các vị giáo sư, vì lấy chức danh, vì muốn có thành quả, cứ cúi đầu làm các đề tài. Rất ít người suy nghĩ xem nghiên cứu của mình có ý nghĩa hướng dẫn đối với xã hội thực tiễn hay không. Việc này đã tạo nên sự xa vời nghiêm trọng giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn. Thứ anh nghiên cứu ra không có ai sử dụng, cũng không có tác dụng. Vậy thì cả ngày anh ta vùi đầu trong phòng có tác dụng gì? Ông rút từ trong túi áo ra một lá thư, huơ huơ lên rất khoa trương. Tôi đang cầm một lá thư khen ngợi, mặc dù viết cho một sinh viên của trường ta, nhưng tôi cảm thấy bạn sinh viên này có thể trở thành tấm gương tốt cho mỗi người chúng ta. Cả phòng họp đột nhiên im ắng lạ thường, nhiều người đang ngủ gật gù cũng mở to mắt. Hiệu phó Tề rõ ràng rất hài lòng về hiệu ứng này, ông bóc lá thư, rút ra mấy trang giấy. Tin rằng mọi người đều biết, khoảng thời gian trước, thành phố Di liên tục xảy ra mấy vụ giết người, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Cơ quan công an cũng rất phiền não, vụ án mãi vẫn không phá được. Thế nhưng, một sinh viên của chúng ta đã ứng dụng những kiến thức học được ở trường vào trong tư pháp thực tiễn, giúp đỡ cơ quan công an phá thành công những vụ án mạng liên hoàn.
Mắt Phương Mộc mở trừng trừng. Có một nạn nhân được giải cứu thành công. Bố cô gái đã gửi bức thư cảm ơn này. Tôi đọc thấy vô cùng cảm động. Một sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường đã không sợ hiểm nguy, tích cực cố gắng, phát huy được tác phong ưu tú của việc liên kết giữa lý luận và thực tế. Tinh thần này đáng được chúng ta tuyên dương và noi theo. Đám người dưới khán đài bắt đầu hào hứng thì thầm to nhỏ, nhìn sang nhau. Trật tự, hiệu phó Tề mặt đỏ gay, giơ hai tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Bây giờ, chúng tôi xin mời bạn Phương Mộc, thạc sĩ chuyên ngành tội phạm học, khóa 2001 của Học viện Luật, lên phát biểu cảm nghĩ của mình. Ông đưa micro ghé sát vào miệng. Bạn Phương Mộc, bạn ngồi ở đâu? Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống rỗng. Đến tận khi Đỗ Ninh đẩy cậu mấy cái, cậu mới định thần lại. Bần thần giơ tay lên, một luồng ánh sáng đèn chiếu vào người cậu, một vòng tròn ánh sáng bao trùm quanh cậu. Mau lên đây, lên đây. Hiệu phó Tề nhiệt tình đứng dậy. Phương Mộc bị ánh sáng chiếu đến nhói cả mắt. Cậu mơ màng nhìn xung quanh. Các bạn ngồi ở hàng ghế đầu tiên đã tự động đứng dậy, tạo ra khoảng trống cho cậu. Cậu đành phải đứng dậy, cố gắng đi chen qua các bạn, đi men theo đường lên trên bục. Cái vòng tròn đó cứ di chuyển theo cậu, bên cạnh cậu liên tục vang lên tiếng bấm máy ảnh. Đoạn đường này bao xa? Sao mãi không đi đến đích? Trước mắt Phương Mộc toàn là ánh sáng trắng, cảm giác choáng váng ập đến, cậu cảm thấy mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thầy hiệu phó Tề nóng lòng đứng đợi trên bục, kéo tay Phương Mộc lên bục. Khi cậu đang bước đến bậc, tiện thể nắm chặt tay cậu, bàn tay còn lại đặt lên vai cậu, nửa kéo nửa đẩy cậu đến trước micro. Nào nào, bạn Phương Mộc, bạn hãy nói về cảm nghĩ của bạn. Người Phương Mộc cứng đờ đứng trước micro, ngơ ngác nhìn đám người dưới khán đài. Ai cũng chăm chú nhìn cậu, ánh mắt mỗi người một khác, hiếu kỳ, suy đoán, bất cần, ngưỡng mộ, còn có cả đố kỵ. Sau đúng nửa phút, Phương Mộc mấp máy môi, mái mới thốt ra khỏi miệng được một chữ. Tôi... Hiệu phó Tề đứng bên cạnh đã mất hết kiên nhẫn, bèn lên tiếng nhắc nhở. Hãy nói về quá trình bạn giúp đỡ cơ quan công an phá án đi. Dưới ánh đèn chiếu, mặt Phương Mộc trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán xuống, hai hàm răng cắn chặt vào nhau như bị co giật. Mọi người bên dưới đều gần như nín thở, lặng lẽ nhìn cậu thanh niên im lặng đứng trên bục. Được rồi, hiệu phó Tề cuối cùng cũng hoàn toàn hết kiên nhẫn. Ông tiến đến trước micro, cười gượng gạo. Lúc này không nói, nhưng như đã nói, bạn Phương Mộc chắc chắn có nhiều điều muốn nói, nhưng có thể nhận thấy bạn ấy đang quá căng thẳng. Bạn Phương Mộc, bạn ấy về chỗ đi. Đúng lúc đó, sức lực dường như mới trở lại cơ thể mình. Phương Mộc lê đôi chân cứng đơ, bước xuống khỏi bục. Cậu không trở về chỗ ngồi, mà đi ra khỏi phòng họp giữa bao ánh mắt chăm chú và tiếng thì thầm bàn tán của mọi người. Alo, có phải chính anh đã nói cho phụ huynh gia đình cô gái đó tên của tôi không? Thì ra là cậu. Thế nào, đã nhận được thư khen ngợi chưa? Giọng thái ví có vẻ hân hoan. Anh... Nhà trường đã khen ngợi cậu chưa? Anh nghĩ thế nào vậy? Phương Mộc không muốn nói tục, cố nhịn, bực bội hỏi. Tôi sao chứ? Chỉ là muốn tặng cho cậu niềm vui bất ngờ. Sao? Cậu sợ bị báo thù à? Không đâu. Yên tâm đi, má Khải chẳng còn người thân nào. Thái Vĩ thoáng ngạc nhiên, điện thoại bị dập máy luôn. Trên đường về phòng, Phương Mộc luôn cúi đầu, cố gắng đi theo mép tường, khó khăn lắm mới về được đến phòng. Phương Mộc thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy cả một phòng chật ních người. Bọn họ hình như đang hăng say thảo luận gì đó. Phương Mộc vừa vào, mọi người yên lặng mất mấy giây, sau đó vây lấy cậu thi nhau hỏi. Phương Mộc, điều thầy hiệu phó nói là thật à? Cái tên sát thủ ấy trông như thế nào? Nghe nói hắn ta còn uống máu, có đúng không? Sở công an có tặng thưởng tiền cho cậu không? Phương Mộc cố gắng thoát ra khỏi đám người vây quanh, đứng trước bàn máy vi tính của mình, quay người, nhìn khắp lượt đám người đang hào hứng chờ đợi. Đột nhiên cất giọng lạnh lùng. Ra ngoài. Có người vẫn lên tiếng. Phương Mộc hét lớn. Ra ngoài. Mọi người đều giật mình hoảng sợ. Có người càu nhàu bất mãn. Có gì ghê gớm chứ?
chẳng qua cũng chỉ là phá một vụ án thôi mà. Phương Mộc quay người ngồi xuống, quay lưng lại phía họ. Mọi người ngượng ngùng đứng đó. Đỗ Ninh nói nhỏ giàn hòa. Thôi, cậu ấy tâm trạng không được vui. Các bạn cứ về trước đi. Cuối cùng trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Đỗ Ninh và Phương Mộc. Phương Mộc rút ra một điếu thuốc, run rẩy châm thuốc, hít một hơi thật sâu, mệt mỏi ngả người dựa vào ghế. Đỗ Ninh thận trọng nhìn sắc mặt Phương Mộc, nghĩ một lát mở miệng nói. Thầy giáo cũng thật là bảo người ta lên bục phát biểu, ít nhiều cũng phải cho người ta chuẩn bị tâm lý một chút. Cứ thế đi lên, ngại quá đi chứ. Mình cảm ơn cậu. Phương Mộc rệu rã nói. Nhưng xin cậu hãy ngậm miệng lại, nếu không phiền cậu cũng đi ra ngoài. Đỗ Ninh bĩu bĩu môi tỏ vẻ không vui, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chuông điện thoại vang lên, Đỗ Ninh thấy Phương Mộc không hề có ý định cử động, bèn đến nhấc máy, nói mấy câu, sau đó đưa máy cho Phương Mộc. Phương Mộc, giáo sư Kiều tìm cậu. Phương Mộc lấy lại tinh thần, nhấc máy. Alo, chào thầy Kiều. Phương Mộc à, bây giờ em có bận không? Giọng giáo sư Kiều trong điện thoại rất nhỏ, nhưng ngữ khí rất lạnh lùng, không hề có sự thân thiết như trước đây. Không ạ, em không bận. Được, em đến nhà tôi đi. Nói xong, không đợi Phương Mộc trả lời, giáo sư Kiều đã gác máy. Giáo sư Kiều Doãn Bình ngồi trong phòng khách, hút từng điếu thuốc. Tuy chưa lâu nhưng đã cảm thấy tức ngực. Ông đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, cố gắng nhìn ra phía xa. Bầu trời xám xịt, có đám mây đen treo lơ lửng, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào. Cúi đầu nhìn xuống, thấy Phương Mộc đầu tóc nhễ nhại mồ hôi đang chạy đến. Kiều Doãn Bình nhìn thấy bộ dạng vội vã khẩn cấp của Phương Mộc, nỗi bực bội trong lòng cũng đã vơi đi phân nửa. Trong tất cả các sinh viên, Kiều Doãn Bình yêu quý Phương Mộc nhất. Ông vẫn nhớ, trong cuộc thi vòng 2 sau khi các nghiên cứu sinh nhập học, cậu sinh viên này có thành tích phần viết rất bình thường, nhưng ở phần nói lại biểu hiện ra khả năng thiên phú của mình. Kiều Doãn Bình hỏi liền mấy câu về lịch sử phạm tội ở phương Tây, Phương Mộc đều trả lời lưu loát, không chỉ lý thuyết cơ bản rất vững mà sự kiến giải cũng rất độc đáo. Kiều Doãn Bình lúc đó liền quyết định nhận cậu làm đệ tử. Hơn nữa, so với những sinh viên sau khi nhập học học hành lười biếng, Phương Mộc chăm chỉ hơn nhiều. Ngoài môn học bắt buộc, cậu còn thường xuyên đến cơ quan tư pháp thu thập tài liệu. Kiều Doãn Bình rất tán thành phương pháp này. Ông luôn cho rằng cách tốt nhất để nghiên cứu tội phạm học chính là để sự thực lên tiếng. Nhưng hôm nay, cậu sinh viên luôn được ông sủng ái đã làm ông nổi giận lôi đình. Tiếng chuông cửa vang lên, bà vợ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, nhìn thấy mặt Kiều Doãn Bình nặng trĩu trịch, thở dài một tiếng, đứng lên ra mở cửa. Phương Mộc đấy à, mau vào đây. Em chào cô. Bà lấy cho Phương Mộc một đôi dép đi trong nhà, khẽ nói. Ông ấy ở trong thư phòng, lại nổi nóng rồi, em cứ thuận theo ý ông ấy một chút. Dù ông ấy có nói gì em cũng đừng phản bác lại nhé. Phương Mộc gật gật đầu. Giáo sư Kiều nhíu mày, ngồi trên ghế xoay, im lặng nhả khói thuốc. Phương Mộc không dám ngồi xuống, đứng im, hai tay thõng xuống. Giáo sư Kiều hút xong điếu thuốc, chỉ sang chiếc ghế bên cạnh, rồi lại đẩy bao thuốc lá sang. Phương Mộc thận trọng ngồi xuống, do dự một lát, sau đó rút ra một điếu, châm thuốc. Hai người ngồi yên lặng hút thuốc, không khí dường như cũng ngưng tụ lại. Cuối cùng, vẫn là giáo sư Kiều lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Chiều nay, việc thầy hiệu phó Tề nói là thật à? Phương Mộc giật thót một cái. Thực ra trước khi đến đây, cậu đã dự liệu được giáo sư Kiều tìm cậu là vì việc này. Việc thái vĩ tự ý tiết lộ tên của mình cho người nhà Từ Kiệt và cả việc hiệu phó Tề yêu cầu cậu lên bục phát biểu trước toàn trường. Tất cả những việc này đều khiến Phương Mộc rất bực bội. Nói thật, việc giúp cơ quan công an phá vụ án hình sự chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Nhưng Phương Mộc không muốn vì thế mà bị mọi người chú ý. Cho nên, nguyên nhân khiến cậu bực bội bắt nguồn từ tính cách của cậu. Nhưng giáo sư Kiều lại phản cảm gay gắt với sự việc này, khiến Phương Mộc vô cùng bất ngờ. Dạ, việc này Phương Mộc không biết phải trả lời thế nào. Em hãy nói xem, đúng hay không? Giọng thầy Kiều cao vút lên. Đúng ạ. Phương Mộc thật thà công nhận. Em nói tỉ mỉ xem nào. Rốt cuộc là chuyện gì?
Phương Mộc đành phải kể tỉ mỉ lại tất cả quá trình vụ án của Má Khải cho thầy Kiều nghe. Nghe xong, thầy Kiều trầm ngâm một lúc, sau đó nói: "Đây là lần đầu tiên em làm như vậy à?" Phương Mộc do dự giây lát, lắc đầu nói: "Không phải ạ." Thầy Kiều hừ một tiếng, rồi không nói gì, lấy một điếu thuốc trong bao thuốc, xoẹt một tiếng, châm thuốc, nhíu mày bắt đầu hút. Phương Mộc định lên tiếng hỏi, nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể bất lực ngồi im. "Phương Mộc," giáo sư Kiều đột nhiên cất tiếng hỏi, "bản chất của việc khắc họa tâm lý tội phạm là gì?" "Dạ..." Phương Mộc ngẩn người, nhưng cậu lập tức định thần lại. "Khắc họa tâm lý tội phạm là một kiểu suy đoán đối với hành vi phạm tội sau khi trải qua huấn luyện chuyên ngành." Cậu dừng lại giây lát. "Loại ý kiến này không phải là kết luận có tính khoa học." "Vậy cậu nghĩ cậu là người được huấn luyện xuất sắc về khắc họa tâm lý tội phạm sao?" "Không phải ạ." Phương Mộc cúi đầu, nói lý nhí. "Vậy thì cậu dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể cung cấp cho cơ quan tư pháp cái gọi là ý kiến đấy, làm ảnh hưởng đến nhận định của tổ chuyên án đối với nghi phạm?" Giọng giáo sư Kiều cao vút. Phương Mộc không lên tiếng, nhưng giờ cậu đã hiểu vì sao giáo sư Kiều lại nổi giận. Một người nghiên cứu tội phạm học giỏi phải có sự kính sợ đối với chuyên ngành của mình và đối tượng nghiên cứu. Giáo sư Kiều nói đầy kích động, đặc biệt là khi anh ta dùng kiến thức khoa học để hướng dẫn tư pháp thực hành. Trước tiên, anh ta cần nền tảng học thuật vững chắc. Tiếp đến là cần thái độ thận trọng và nghiêm túc. Cậu phải biết rằng ý kiến của chúng ta có thể sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi, tự do, thậm chí là sinh mạng của một con người. Đây không phải là trò đùa. Ông lấy tay gõ gõ xuống mặt bàn. Thước đo giá trị thực sự của một người nghiên cứu tội phạm học không phải là xem anh ta có phát biểu được nhiều đề tài luận văn, tổ chức được nhiều chuyên đề hay không, mà phải xem lương tri học thuật của anh ta, xem anh ta có thể dùng lý luận vững chắc, kinh nghiệm phong phú để cung cấp, giúp đỡ khoa học cho tư pháp thực hành hay không. Ông quay mặt nhìn sang Phương Mộc, chứ không phải chỉ dựa vào việc đọc qua mấy cuốn sách, dựa vào cái gọi là thiên phú, dựa vào sự khôn vặt để gặp may. Phương Mộc mặt đỏ tía tai, im lặng lắng nghe, không dám hé răng nói nửa lời. Vụ án Má Khải xem ra tưởng cậu thu được thắng lợi lớn, nhưng theo tôi thấy, hoàn toàn là do cậu gặp may. Phương Mộc ngẩng đầu lên. "Không phục phải không?" Giáo sư Kiều hầm hầm mặt. "Thứ nhất, đặc trưng sát thủ liên hoàn vô tổ chức của Má Khải đã quá rõ ràng. Sau này, nếu không có ai coi vụ anh ta là vụ án điển hình, tôi sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên đấy. Thứ hai, khi cậu phán đoán địa điểm hiện trường Đồng Hủy bị giết hại, căn cứ vào cái gì chứ?" "Trực giác." "Mặc dù cậu đã gặp may mắn đoán trúng, nhưng cậu có biết rằng nếu như cậu đoán sai, có thể sẽ làm lỡ mất thời gian để cứu nạn nhân. Có thể lúc đó Đồng Hủy vẫn chưa chết." "Thứ ba, sau khi Tử Kiệt bị bắt giữ, rõ ràng cậu cảm thấy không phù hợp với quy luật gây án của hung thủ. Tại sao không hề suy nghĩ đến khả năng do người khác mô phỏng theo cách làm của anh ta, mà lại kiên quyết cho rằng đó là hung thủ tích lũy nguồn máu?" Trán Phương Mộc toát mồ hôi lạnh, trong trí óc nhanh chóng hồi tưởng lại toàn bộ quá trình vụ án của Má Khải. Đúng vậy, quả thực là mình quá may mắn. Mình tự tin quá, nếu có bất cứ một sơ hở nào, đều có thể tạo ra một kết quả hoàn toàn khác. Giáo sư Kiều nói đã thấm mệt, cầm tách trà Long Đỉnh đã lạnh ngắt từ lâu, đưa lên miệng uống, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng Phương Mộc, cũng mềm lòng hơn, giọng nói cũng hòa nhã hơn nhiều. "Tinh thần nghiên cứu chủ nghĩa thực chứng của cậu đáng được khẳng định. Nhưng chàng trai à, cậu hơi nóng vội đấy. Nếu muốn phát huy tác dụng ở lĩnh vực tư pháp hình sự, cậu còn phải cố gắng học tập thêm 20 năm nữa." Phương Mộc gật mạnh đầu. Đúng lúc đó, cô đẩy cửa bước vào. "Cô gói sủi cảo, Phương Mộc ở lại ăn tối nhé." Phương Mộc vội từ chối, giáo sư Kiều trừng mắt. "Sao? Phê bình cậu vài câu, cậu đã có ý kiến rồi à?" Nói xong, bèn đẩy Phương Mộc ra bàn ăn. Trước khi Phương Mộc ra về, giáo sư Kiều nhét vào tay cậu một cây thuốc phủ du vương, đứng trên ban công, nhìn cậu hòa lẫn vào bóng tối. Giáo sư Kiều thở dài, một sinh viên xuất sắc, mặc dù ông ra sức tìm sơ hở về sự suy đoán và khắc họa của Phương Mộc, nhưng giáo sư Kiều không thể không thừa nhận, trong lòng ông vẫn khen ngợi cậu nhiều hơn. Chỉ có điều, hy vọng sai lầm tương tự sẽ không xuất hiện đến hai lần.
Về đến sân trường, Phương Mộc không muốn trở về phòng. Cứ nghĩ đến những ánh mắt hiếu kỳ đó là cậu không thể chịu đựng nổi. Do dự một lát, cậu quảnh sang đường dẫn đến sân vận động. Bậc thềm trên sân vận động vẫn còn sót lại hơi ấm từ ánh sáng ban ngày. Phương Mộc ngồi xuống, cảm thấy rất dễ chịu. Trong bóng đêm, từng đôi khoác tay nhau đi quanh sân vận động không biết mệt mỏi. Liên tục vang lên những tiếng cười đùa, vui vẻ xuyên qua màn đêm, đến tận tai Phương Mộc, khiến cậu bất giác mỉm cười. Bỗng nhiên cậu rất muốn hút thuốc. Phương Mộc bóc tuyết phủ dung vương, cầm một điếu, châm thuốc. Thực ra bao lâu nay, Phương Mộc không biết mình đang làm gì. Cậu dường như luôn theo đuổi một loại cuộc sống nào đó. Thế nhưng bảo cậu miêu tả lại khung cảnh của cuộc sống đó, rốt cuộc như thế nào, cậu lại thường cảm thấy rất mơ hồ. Sự suy nghĩ không lúc nào ngừng nghỉ. Những phán đoán trong khoảnh khắc, hiện trường lạnh lẽo, những tài liệu khiến ai cũng phải dùng mình lạnh gáy trong máy vi tính, cơn ác mộng không có hồi kết. Tất cả những thứ này, suốt 2 năm nay giống như một người bạn đồng hành như hình với bóng. Lúc này đây, lại khiến cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Rốt cuộc mình muốn gì? Khi sắp đến giờ đóng cổng ký túc xá, Phương Mộc trở về phòng. Vừa bước vào, Đỗ Ninh đã nói với cậu, mẹ cậu đã gọi đến rất nhiều lần. Gọi về nhà mới đổ một hồi chuông, đã nghe thấy tiếng mẹ. Chắc mẹ luôn ngóng chờ bên cạnh điện thoại. Sao giờ con mới về? Dạ, con đi ra ngoài. Phương Mộc không muốn nói nhiều. Mẹ gọi con có việc gì ạ? Không có việc gì. Lần trước con về nhà trông gầy quá. Mẹ và bố con đều rất lo lắng cho con, nên cũng muốn trò chuyện nghiêm túc với con. Nhưng con đã vội về trường ngay rồi. Con không sao, bố mẹ đừng lo. Bố mẹ dạo này thế nào ạ? Bố mẹ đều khỏe. Mẹ dừng lại một lát. Tiểu Mộc, con có thể nói cho mẹ biết rốt cuộc dạo này con đang làm gì không? Con chẳng làm gì cả, đi học, đọc sách. Có phải con vẫn giúp sở công an phá án không? Không có. Nói dối mẹ đẻ của mình là việc khó khăn nhất. Chính Phương Mộc cũng cảm thấy giọng nói của mình khang khác. Mẹ im lặng một lúc, thở dài. Con à, mẹ cũng nhiều tuổi rồi. Đừng làm mẹ phải lo nghĩ nữa, được không? Cả ngày con cứ làm những thứ đó, giao lưu với những người đó. Con biết mẹ lo lắng đến nhường nào không? Phương Mộc lặng im. Mấy ngày nay mẹ cứ gặp ác mộng. Mơ thấy con bị cái tên Ngô Hàm giết. Lần nào cũng bị hoảng sợ bừng tỉnh. Bố con hỏi mẹ có chuyện gì, mẹ cũng không dám nói với ông ấy. Mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung. Chuyện đó đã qua lâu rồi. Mẹ biết, nhưng mẹ không thể nào khống chế được mình. Giọng mẹ nấc nghẹn. Tiểu Mộc, con có thể hứa với mẹ không bao giờ làm những việc nguy hiểm đó nữa. Chỉ là một người bình thường an phận, có được không con? Vâng, con hứa chứ. Con hứa. Đặt điện thoại xuống, Phương Mộc ngồi thẫn thờ một lúc trên ghế, sau đó lấy đồ rửa mặt đánh răng, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh. Trên tường trong phòng vệ sinh có một tấm gương lớn, phản chiếu thân hình một cậu thanh niên trẻ, trông hơi gầy. Bên trên để trần, làn da trắng, ngực lép. Phương Mộc ghé sát lại gần soi mình trong gương. Tóc để đầu cua, vầng trán rộng, nhợt nhạt, má hóp. Trong mắt có tia máu đỏ. Cằm để râu, lông mày quấn vào nhau. Nếp nhăn nơi khóe mắt hẳn rất sâu. Đây là mình, chàng trai mới chỉ có 24 tuổi sao? Trong cuộc sống, không phải chỉ có mối tội phạm giết người. Ngày 30 tháng 6 năm 2002, Yokohama, Nhật Bản, trận chung kết World Cup, đội Brazil gặp Đức. Từ khi diễn ra World Cup, tất cả các quán ăn nhỏ trước cổng trường đều cung cấp dịch vụ xem bóng đá. Hôm nay là trận chung kết, quán ăn nào cũng chật kín người. Phương Mộc và mấy cậu bạn cùng ngồi trong quán ăn Tứ Xuyên, hiệu Quảng Nguyên. Trước mặt là mấy chai bia, trên bàn bày la liệt vỏ lạc và vỏ đậu, mấy đĩa thức ăn bình dân đã sạch nhẵn. Những bàn khác cũng ở tình trạng tương tự. Ai cũng ngẩng đầu nhìn lên chiếc tivi màu 21 inch treo trên tường. Chủ quán đứng sau quầy lách tách ấn máy tính, thầm ước giá như World Cup mỗi tháng tổ chức một lần thì tuyệt biết mấy. Phương Mộc bị Đỗ Ninh, Châu Đoàn Kết
Lưu Kiện Quân cố kéo đến đây bằng được. Vốn không muốn đi, nhưng nghĩ ra thấy cũng không có việc gì cần làm, thôi thì đến đây tụ tập cũng được. Chỉ có một điều kiện, không đến quán đổ nướng. Người trong quán ăn đương nhiên chia làm hai phe, một phe ủng hộ đội Brazil, một phe ủng hộ đội Đức vô địch. Phương Mộc không hiểu nhiều về bóng đá. Các cầu thủ trên sân, ngoài Ronaldo ra, cậu không biết tên ai cả. Thấy bọn Đỗ Ninh ủng hộ đội Brazil, nên lúc đó cũng bỗng nhiên trở thành fan hâm mộ của đội Brazil. Nửa đầu trận đấu không đội nào ghi bàn. Qua cục diện trận đấu, có thể nhận thấy đội Brazil hơi bị động. Đội Đức có mấy cơ hội rất tốt, đáng tiếc đều không tận dụng thành công. Trong lúc nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu, những fan hâm mộ bóng đá trong quán vừa thưởng thức lại những pha bóng hay quay lại, vừa lớn tiếng tranh luận xem đội nào sẽ giành cúp. Liên tục có người cá cược bữa ăn đêm. Cho đến tận khi hiệp đấu thứ hai bắt đầu, mọi người mới dồn sự chú ý lên màn hình. Lần đầu tiên làm fan hâm mộ bóng đá, kết quả là đội mình ủng hộ lại biểu hiện không được tốt. Lúc đầu Phương Mộc cảm thấy thật vô vị, cứ ngồi uống rượu, ăn lạc, sau đó dần dần bị tâm trạng hào hứng của mọi người lan truyền đến, thỉnh thoảng cũng gieo hò cổ vũ. Đội Brazil phản công thành công, Ronaldo chuyển bóng cho cầu thủ mang áo số 10. Đỗ Ninh nói với cậu cầu thủ số 10 tên Rivaldo. Rivaldo đá bóng xa từ ngoài vòng cấm, sức bóng không mạnh. Thủ môn đội Đức Can nhẹ nhàng ngã người chuẩn bị đón bóng. Không ngờ ôm bóng không dính, bóng bật ra khỏi tay. Đừng thả tay ra chứ. Cậu thanh niên cao to bản bên hét lớn. Lời nói chưa dứt, Ronaldo đã có mặt kịp thời đệm bóng cận thành, nhẹ nhàng bằng chân phải. Bóng lăn vào góc trái khung thành. Đội Brazil dẫn trước, 1-0. Trong quán rộ lên những tiếng hét vang, tiếng reo hò, tiếng chửi thề. Can quá chủ quan. Anh chàng cao to lắc đầu nói. Quả bóng dính cỏ, lẽ ra phải lấy người đè lên, lấy tay ôm, rất dễ bị trượt khỏi tay. Can tự tin quá. Chuyên nghiệp quá. Châu Đoàn Kết cười nói. Ôi, thần tượng ơi, anh đừng có để tôi phải thất vọng nhé. Anh chàng cao to nhìn chăm chăm vào màn hình, nét mặt ủ rột giống y hệt như Can. Khúc Vĩ Cường, khoa vật lý, Lưu Kiện Quân nói nhỏ với Phương Mộc. Là thủ môn đội bóng đá trường ta. À, chẳng trách. Đội Đức bắt đầu ra sức phản công, nhưng vẫn cứ luôn thiếu người ghi bàn. Đến phút thứ 79, Rivaldo bỏ bóng. Ronaldo thoải mái dứt điểm bằng chân phải ở sát vạch 16m50, đưa bóng vào góc xa trước sự bó tay của Can, giành chắc phần thắng. Những cổ động viên của đội Đức chửi bới ầm ĩ. Khúc Vĩ Cường thở dài, nói: chắc chắn đội Brazil đã nghiên cứu kỹ đặc điểm kỹ thuật của Can. Anh ấy sợ nhất là những quả bóng đầm thấp. Trận bóng vừa kết thúc, các bạn sinh viên người thì hào hứng huýt sáo vang, người thì buồn rầu ủ rũ, đều lần lượt thanh toán tiền ra về. Khúc Vĩ Cường hét lớn. Ông chủ, cháu mua thêm 4 chai bia mang về. Cô gái nhỏ nhắn vẫn luôn ở bên cậu cùng xem đá bóng khẽ nhắc cậu. Anh đừng uống nữa, hôm nay đã uống nhiều quá rồi. Em thích quản lý anh đấy à? Khúc Vĩ Cường trừng mắt. Trận bóng đá u uất thế, uống chút bia cũng không được chắc. Cô gái chu chu miệng không nói gì. Phương Mộc chẳng buồn quan tâm đến kết quả trận đấu. Có điều uống bia quá nhiều, bàng quang căn phòng vô cùng khó chịu, vội vàng trở về ký túc xá, vào nhà vệ sinh để giải tỏa trước. Toàn thân nhẹ nhõm bước về phòng, lại nhìn thấy Đỗ Ninh tay cầm miếng rẻ, đang ra sức lau chùi gì đó trên cánh cửa phòng. Sao thế? Phương Mộc vừa vẩy những giọt nước dính trên tay, vừa hỏi. Cậu đang lau gì thế? Không biết là ai vẽ. Đỗ Ninh chỉ tay vào cửa. Có thể là ai đó giở trò đùa ác. Phương Mộc nhìn theo tay Đỗ Ninh, trên cửa vẫn còn sót lại mấy vết mờ mờ chưa lau sạch. Chắc là dùng bút dạ viết, gạch ngang dọc nhiều nét. Vẽ gì vậy? Hình như là ngôi sao năm cánh. Đỗ Ninh nhíu mày. Cái đứa nào dở hơi dỗi việc. Sao năm cánh? Phương Mộc nhìn lên cánh cửa các phòng khác ở hai bên hành lang. Các cánh cửa đều sạch sẽ. Vẫn chưa lau xong à? Lưu Kiện Quân thò đầu ra từ cánh cửa trách phía đối diện. Sắp xong rồi. Đỗ Ninh miết thật mạnh. Vết tích trên cánh cửa cuối cùng đã biến mất. Cũng thật đáng sợ đấy. Có vẻ hơi giống Alibaba và 40 tên cướp. Lưu Kiện Quân làm mặt quỷ. Phương Mộc cười. Chốc nữa tớ sẽ vẽ các ngôi sao lên tất cả các cửa phòng trong ký túc xá.
Nửa đêm, Phương Mộc đột nhiên tỉnh giấc. Trong phòng vang lên tiếng sột soạt. Phương Mộc gắng gượng mở mắt, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ soi vào, quan sát khắp căn phòng rộng chưa đến 10 mét vuông một lượt. Đột nhiên cậu nín thở. Có người đang đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt. Phương Mộc muốn thò tay xuống dưới gối để lấy con dao găm, nhưng toàn thân dường như đông cứng, không nhúc nhích nổi. Cậu muốn mở miệng ra gọi Đỗ Ninh, nhưng giọng lại bị nghẹn lại trong họng, không thể thốt nên lời. Người đó dường như không nhận ra Phương Mộc đã tỉnh giấc. Anh ta quay lưng lại với Phương Mộc. Tay anh ta đang từ từ vẽ các nét trên cánh cửa. Theo những động tác của anh ta, những nét vẽ đều bốc cháy. Mỗi người thấy mùi cháy khét. Trên cửa, hình ngôi sao năm cánh đang rực cháy. Người đó từ từ quay lại. Nhờ ánh lửa, Phương Mộc nhìn thấy khuôn mặt không còn nguyên dạng của Ngô Hàm. Không, trước mắt bỗng xuất hiện ánh sáng chói mắt. Bên tai vang lên tiếng gọi của Đỗ Ninh. Phương Mộc, Phương Mộc, cậu sao thế? Cuối cùng Phương Mộc cũng mở mắt. Trong lúc mơ màng, cậu nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của Đỗ Ninh. Sao thế, lại gặp ác mộng à? Phương Mộc gắng gượng ngồi dậy, đẩy Đỗ Ninh ra, nhìn về hướng cánh cửa. Trên cánh cửa chẳng có gì ngoài hai tờ thời khóa biểu. Là giấc mơ. Phương Mộc mệt mỏi rã rời nằm vật xuống, cảm thấy bên dưới ẩm ướt, giơ tay sờ. Thật không ngờ mồ hôi của mình đã làm ướt đấm ga giường. Cậu không sao chứ? Đỗ Ninh đưa cho cậu một chiếc khăn mặt. Cảm ơn, tớ không sao. Cậu mau ngủ đi. Phương Mộc đón lấy chiếc khăn, lau khô mặt và cổ. Đỗ Ninh tắt đèn, gian phòng lại trở nên tĩnh mịch. Nhưng Phương Mộc thì không ngủ lại được. Rõ ràng, giấc mơ này hoàn toàn khác với những giấc mơ giống y như nhau trước đây. Sao năm cánh đại diện cho cái gì nhỉ? Ngôi sao năm cánh là ký hiệu liên quan đến sự sùng bái tự nhiên xuất hiện sớm nhất trên thế giới. Cũng là một kiểu hoàn mỹ, thanh khiết nhất trong hình học. Lúc đầu sao năm cánh đại diện cho nữ giới, sau đó bị hiểu sai thành tượng trưng cho tín đồ dị giáo. Đến thời cận đại đã trở thành ký hiệu của chiến tranh. Chắc không phải có người muốn tìm đến mình để khiêu chiến chứ? Phương Mộc nghĩ và tự cảm thấy nực cười. Không cần phải nghĩ nữa, chẳng phải vừa mới hứa với chính mình là sẽ là một người bình thường, giản đơn sao? Sau đó Phương Mộc ngủ rất say. Nếu không nhờ Đỗ Ninh gọi cậu dậy ăn sáng, không biết cậu sẽ ngủ đến lúc nào. Hai người đi chậm rãi đến nhà ăn, vừa đi vừa nói chuyện. Liên tục có những người vội vàng chạy qua. Lúc đầu Phương Mộc không chú ý, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện có gì đó bất thường. Mọi người gần như đều chạy về một hướng, sân vận động. Sao thế? Đỗ Ninh kéo tay một cậu sinh viên khoa ngoại ngữ. Không rõ, nghe nói có người chết ở sân vận động. Sân vận động nằm ở phía tây bắc của trường. Ở giữa sân là một sân bóng đá đạt tiêu chuẩn, được phủ bởi lớp cỏ nhân tạo hiếm có lúc đó. Xung quanh là đường đua trải nhựa dành cho môn điền kinh. Lúc này, bên ngoài sân vận động có mấy chiếc đèn xe cảnh sát đang nhấp nháy. Bước vào trong sân vận động, phía bắc cầu môn có đến mấy trăm người vây quanh. Trên khán đài cũng chật ních sinh viên, vừa sợ hãi vừa hào hứng. Chưa kịp đi đến, Phương Mộc đã nhìn thấy Lưu Kiện Quân cao kèo đang chen giữa đám đông, kiếng chân nhìn ráo rác xung quanh. Phương Mộc đi đến bên cậu ta, vỗ vai hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Kiện Quân dường như giật nảy mình, quay đầu lại nhìn thấy Phương Mộc, cười nói. Thần thám đến rồi à? Phương Mộc chẳng thèm để ý đến cậu ta, cũng nhón chân lên nhìn vào trong. Sao thế? Nghe nói có người chết à? Đúng vậy, nhưng không biết là ai, đông người quá. Mấy sinh viên chen được lên trước, bị những người đứng sau đồn đẩy, vô cùng khó chịu, quay đầu lại định cằn nhằn. Nhìn thấy Phương Mộc, tự giác nhường đường, trên mặt thể hiện sự kính sợ. Phương Mộc hơi ngượng, đang định đi khỏi đó, liền bị Lưu Kiện Quân và Đỗ Ninh đi đằng sau đẩy vào giữa đám đông. Hiện trường đã bị cảnh sát cách ly bằng đường cảnh giới, ngược lại với bên ngoài chen lấn chật chội, bên trong đường cảnh giới trông thật rộng rãi. Dưới cầu môn có một thi thể đang nằm sấp, nhìn dáng vẻ có lẽ là nam giới, mặt anh ta vùi trong cỏ sinh học, không nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng hai cánh tay giơ ra hai bên trông vô cùng quái dị. Mấy vị bác sĩ pháp y mặc áo blue trắng đang bận rộn bên cái xác. Một vị pháp y hết sức thận trọng lấy từ cạnh cột cầu môn cánh trái ra một vật thể trắng nhợt, ngắm nghía thật kỹ. Những sinh viên đứng xem xung quanh đều phát ra tiếng kêu kinh hãi. Đó là một bàn tay. Không lâu sau, các bác sĩ pháp y lật ngửa thi thể. Khuôn mặt của cái xác khô cứng đã lộ ra. Mấy sinh viên đứng xung quanh phát ra tiếng kêu hãi hùng. Là ai thế?
Lưu Kiện Quân vươn cổ thật dài, cố gắng nhìn. Sao trông quen thế nhỉ? Phương Mộc cũng cảm thấy quần áo mặc trên người nạn nhân trông rất quen, nhưng nhất thời không nhớ được ra là đã nhìn thấy ở đâu. Tớ đi ra kia nhìn xem. Lưu Kiện Quân đi men theo đường cảnh giới, chen đến vị trí đối diện với mặt nạn nhân. Mấy phút sau, mặt cậu trắng bệch quay trở về bên cạnh Phương Mộc và Đỗ Ninh. Là Khúc Vĩ Cường, bàn tay bị chém đứt, thảm lắm. Suốt cả một ngày trời, khắp mọi nơi trong trường đều bàn tán xôn xao về vụ ám sát xảy ra trong sân vận động. Liên tục có người đến tìm Phương Mộc để thăm dò tin tức. Ý tứ là việc này cậu không quản thì ai quản chứ? Phương Mộc vô cùng buồn bực. Sau khi trợn trừng mắt với người thứ N đến hỏi thăm tin tức, cuối cùng cậu không thể chịu đựng được nữa, đành phải ra khỏi phòng, trốn vào một nơi yên tĩnh. Cậu không muốn đi đến những nơi đông người, cố tình đi ở những nơi tối, bất giác không ngờ lại đi đến sân vận động. Thường ngày đây chính là địa điểm lý tưởng nhất cho những đôi yêu thương, thế nhưng hôm nay lại vắng lặng, không có lấy một bóng người. Chắc là do màn thảm kịch đáng sợ lúc sáng đã làm mọi người sợ hãi. Chốn phong nguyệt biến thành nơi giết người, ai còn có tâm trạng tán tỉnh yêu đương ở chốn này nữa. Phương Mộc bước từng bậc cầu thang đi đến sân bóng, dẫm lên lớp cỏ nhân tạo mềm mại, đi thẳng đến phía bắc cầu môn. Cỏ khu vực cạnh cầu môn đã bị dẫm cho tan nát hết cả. Một hình người được vẽ bằng phấn trắng lặng lẽ nằm đó, hai cánh tay ngắn ngủn thò ra chỉ hướng về hai bên cầu môn cánh trái, cánh phải. Phương Mộc đứng yên nhìn chằm chằm vào hình vẽ một lúc, rồi dần dần đi đến phía cột cầu môn cánh trái. Sáng hôm nay, một bàn tay của Khúc Vĩ Cường đã tìm được ở đó, một bàn tay khác lại bị hung thủ đặt ở cột cầu môn cánh phải. Phương Mộc cúi người xuống, trời tối đen, không còn nhìn rõ vết máu nhiều hay ít trên cọng cỏ, nhưng chắc là không nhiều lắm, có lẽ bàn tay bị chặt sau khi Khúc Vĩ Cường chết. Phương Mộc lại quay lại vị trí hình vẽ, giơ hai cánh tay theo như dáng vẻ trong hình. Bỗng xuất hiện thứ cảm giác nhẹ nhàng bay bổng, gần như suýt ngất. Cậu lập tức đứng thẳng người, nhanh chóng lùi lại mấy bước. Cầu môn trước mặt lặng lẽ đứng đó, khuôn mặt của Khúc Vĩ Cường đè lên vạch cầu môn. Mọi thứ trước mắt khiến cho cầu môn vốn bình thường giản đơn bỗng trở nên hiểm ác dị thường, giống như là một cánh cửa sinh tử, và người chết chỉ để lại dấu vết cuối cùng của mình trên thế giới này bằng một đường viền đơn giản nhất. Phương Mộc thận trọng bước lên phía trước, từng bước một, bước qua vạch cầu môn và nín thở. Chẳng xảy ra chuyện gì cả. Trước mắt không phải là hỏa lò chốn địa ngục, vẫn là sân bóng vắng lặng. Ngẩng đầu lên là bầu trời đêm đầy sao. Hít thở sâu, trong không khí khô khan, không hề mang theo mùi máu tanh rợn người. Phương Mộc bước nhanh rời khỏi sân bóng, vừa đi vừa nói với mình. Phương Mộc, mày thật là có vấn đề. Ngày 1 tháng 7 năm 2002, trong sân vận động của trường Đại học Di đã xảy ra một vụ án mạng. Cậu sinh viên dậy sớm tập thể dục đã phát hiện ra một xác nam giới nằm úp tại cạnh cầu môn trong sân bóng. Cảnh sát của trạm an ninh Sở Công an thành phố lập tức đến ngay hiện trường để xem xét hiện trường và bước đầu tiến hành điều tra phỏng vấn. Sau khi điều tra, nạn nhân tên Khúc Vĩ Cường, nam, 19 tuổi, người thành phố Lâm Giang, tỉnh Cát Lâm, sinh viên năm thứ 2 khoa vật lý, trường Đại học Di. Nguyên nhân tử vong là do não bộ bị tổn thương, hung khí có lẽ là một cái búa. Xác bị đưa đến đặt ở cầu môn phía bắc sân bóng trường Đại học Di, đầu hướng về phía nam, chân hướng về phía bắc, hai tay bị chặt. Sau đó phát hiện ra hai tay của nạn nhân ở hai cột cầu môn trái phải. Qua xem xét sơ bộ, sân bóng không phải là hiện trường giết người đầu tiên. Nạn nhân sau khi bị giết hại ở nơi khác mới được đưa đến đây. Qua điều tra phỏng vấn bước đầu, nạn nhân trước đây ở phòng 611 khu 4 Nam Phạm, trường Đại học Di. Nhưng bắt đầu từ học kỳ này, cậu ta thuê phòng sống cùng bạn gái bên ngoài trường. Nhờ bạn cùng phòng của nạn nhân dẫn đường, cảnh sát tìm đến được căn nhà thuê của nạn nhân, gõ cửa rất lâu cũng không thấy ai ra mở cửa. Sau đó tìm chủ nhà mở cửa, mới phát hiện ra một việc vô cùng bất ngờ. Bạn gái của Khúc Vĩ Cường là Vương Thanh đã bị giết chết trong phòng. Sau khi cảnh sát bước vào phòng, mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc tới. Tiếp đó phát hiện ra một tử thi nữ trần truồng không mảnh vải che thân trong phòng ngủ,
đầu hướng về phía bắc, hướng về cửa phòng ngủ, chân hướng về phía nam, hướng của cửa sổ, bốn chi dang ra thành hình chữ đại, đặt nằm ngửa trên sàn nhà. Khi cảnh sát bước tới quan sát tỉ mỉ, mới phát hiện ra nạn nhân đã bị chia thành 6 phần, đầu, thân, bốn chi, sau đó xếp lại hoàn chỉnh. Qua kiểm nghiệm pháp y, mặc dù phần ngực của nạn nhân, phía bên dưới bầu ngực bên trái có một ống kim tiêm, nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong thực sự là do bị nghẹt thở. Quan sát vết hằn trên cổ nạn nhân, có lẽ là bị bóp cổ cho đến chết. Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy màng trinh của nạn nhân đã bị rách từ lâu, có dấu vết trước khi chết cũng bị cưỡng hiếp, nhưng trong âm đạo của nạn nhân không thấy tinh dịch, nghi rằng hung thủ đã sử dụng bao cao su. Hiện trường xảy ra tại một gian phòng trách phía trái ở tầng 2, khu tập thể 3 tầng trong khu dân cư gần trường Đại học Di. Phía ngoài cửa sổ phòng mà hai nạn nhân cho thuê, lưới cửa sổ đã bị phá hoại, chính là mái che của nhà để xe đạp. Do hiện giờ thời tiết đang nóng nực, cửa sổ phòng lúc nào cũng mở, rất có khả năng hung thủ leo từ mái nhà để xe lên, sau khi phá hỏng lưới cửa sổ, đột nhập vào phòng giết người. Trên giường trong phòng ngủ phát hiện ra nhiều vết máu, tóc và mảnh vụn xương sọ. Qua xét nghiệm, đó chính là của nạn nhân thứ nhất, Khúc Vĩ Cường. Do đó, bước đầu có thể nhận định căn phòng này chính là hiện trường đầu tiên Khúc Vĩ Cường bị giết hại. Mặc dù hung thủ giết người, phân chia thi thể, nhưng hiện trường không hề thấy hiện tượng máu me đầm đìa, hết sức thê thảm. Có thể khẳng định hiện trường đã bị quét dọn, không hề phát hiện ra dấu vân tay và vết chân khả nghi. Ngày thứ tư sau khi xảy ra vụ án, đội bóng đá của trường tổ chức một buổi nghi lễ giải nghệ cho Khúc Vĩ Cường. Nghi lễ giải nghệ được diễn ra tại sân bóng. Toàn thể thành viên đội bóng chia làm hai đội, đội phó, đội trưởng và hai đội viên của đội bóng, mỗi người nhấc một góc của chiếc áo cầu thủ, từ từ nhưng trang nghiêm, bước từng bước tiến về cầu môn phía bắc của sân bóng. Ở đó đặt sẵn một chiếc bàn, bức di ảnh cỡ lớn của Khúc Vĩ Cường được đặt lên trên. Trước di ảnh là một quả bóng và đôi giày đá bóng của Khúc Vĩ Cường. Các thành viên của đội bóng đi đến cạnh bàn, đứng sang hai bên, đứng thẳng người, hai tay để ra phía sau. Đội trưởng lạy ba lạy trước di ảnh của Khúc Vĩ Cường, sau đó lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy, bắt đầu đọc điếu văn. Nội dung bài điếu văn đại khái là hồi tưởng lại quá trình Khúc Vĩ Cường tham gia đội bóng và cả những cống hiến kiệt xuất của cậu trong đội bóng đá. Ngôn ngữ mỹ miều nhưng không tránh khỏi sự khoa trương thái quá. Ví dụ là hy vọng của nền bóng đá Trung Quốc là thần môn không thể công phá được, khiến mọi người dễ hiểu nhầm rằng người mất không phải là Khúc Vĩ Cường mà là một ngôi sao bóng đá nổi tiếng nào đó. Nhưng bài điếu văn này vẫn có hiệu quả cao. Các thành viên đội bóng đứng hai bên hầu như đều nhỏ lệ. Nhiều sinh viên đứng xem xung quanh, tròng mắt cũng đỏ hoe. Bài điếu văn đã đọc xong, đội trưởng cầm chiếc áo cầu thủ, chấm chất lỏng gì đó, sau đó lấy bật lửa đốt chiếc áo. Chiếc áo cầu thủ số 1 của đội bóng đá trường Đại học Di bốc cháy, nhanh chóng biến thành một đốm lửa. Đội trưởng chắc là bị bỏng, vội vàng ném áo xuống đất. Mùi đồ dệt kim và đồ nhựa bốc cháy bỗng chốc lan tỏa tràn ngập khắp nơi. Tiếp đến, nhìn thấy người quản lý sân vận động la hét chạy tới, dẫm liên hồi lên chiếc áo còn chưa cháy hết. Các thành viên đội bóng cuống cả lên, vây quanh người quản lý, lớn tiếng chất vấn. Người quản lý cũng nổi nóng. Muốn bày nghi thức gì thì cứ bày, nhưng các cậu không được đốt lửa. Cỏ nhân tạo này mà bị cháy hỏng, các cậu có đền được không? Hai bên giằng co nhau đi khỏi sân vận động, nói là phải đi gặp hiệu trưởng để nói cho rõ. Buổi lễ giải nghệ đã kết thúc chóng vánh như vậy, chỉ chừa lại nửa chiếc áo cầu thủ của Khúc Vĩ Cường đang buồn bã bốc khói đen giữa đám cỏ bị cháy rụi. Phương Mộc nhìn bức di ảnh của Khúc Vĩ Cường bị lật đổ, cười buồn một cái, rồi bước theo đoàn người rời khỏi sân vận động. Trở về phòng, cậu kinh ngạc nhìn thấy Thái Vĩ đang ngồi trên giường mình xem sách. Phương Mộc vẫn còn ghi hận với Thái Vĩ về sự việc lần trước, nên mặt nặng mày nhẹ, chẳng thèm chú ý đến anh ta. Nhưng Thái Vĩ lại cười hề hề, mở miệng trước. Đi đâu đấy? Tôi đợi cậu nãy giờ. Tìm tôi có việc à? Phương Mộc lạnh lùng hỏi, nhưng trong lòng lại giật thót. Lẽ nào lại xảy ra chuyện gì? Không có việc gì lớn, vừa vặn Sở đến trường cậu điều tra vụ án, tôi tiện thể đến thăm cậu.
Anh đến làm gì? Phương Mộc nghĩ một lát. Vì vụ án giết người này sao? Chắc không do đội cảnh sát hình sự các anh quản lý chứ? Cậu nhóc này biết nhiều thật đấy. Thái Vĩ cười vang. Đây là việc của trạm an ninh. Tôi nghe nói họ đến trường cậu điều tra, tiện thể đi theo. Sao? Cậu vẫn ổn chứ? Rất ổn. Cảm ơn anh đã lo lắng. Phương Mộc ngồi trên ghế, nói vẻ giận dỗi. Cậu vẫn còn giận tôi à? Thái Vĩ không để bụng. Tôi thừa nhận tôi xử lý chưa được thỏa đáng lắm. Nhưng tôi nghĩ cậu không muốn tặng thưởng vật chất thì để nhà trường tuyên dương cậu cũng tốt. Tôi cũng phải mạo hiểm đấy. Để cục trưởng biết chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận ra trò. Anh đúng là không có não. Bị mắng một trận cũng đáng lắm. Nói xong, chính Phương Mộc cũng không kìm được bật cười. Không phải như cậu nghĩ đâu. Không biết vì sao cục trưởng của tôi không cho phép tôi để cậu tham gia phá án. Phương Mộc định hỏi vì sao, Thái Vĩ đã lôi từ trong túi ra một phong thư. Nói chuyện chính nhé, có một bức thư giao cho cậu đây. Thái Vĩ giơ bức thư ra, nhìn vào mặt Phương Mộc, nét mặt nghiêm nghị. Má Khải viết cho cậu. Phương Mộc đang định giơ tay ra đón, nghe nói là của Má Khải viết cho mình, bất giác rụt tay lại, do dự giây lát, cuối cùng vẫn nhận lấy. Là một phong thư màu trắng phổ thông, không viết tên người nhận. Bên trong thư không dày, cầm trong tay thấy nhẹ bẫng. Phương Mộc lật mặt sau, miệng thư không dán. Tôi chưa hề đọc đâu, xin thề với Mao Chủ tịch. Thái Vĩ thấy Phương Mộc ngẩng đầu nhìn mình, vội vàng giải thích. Anh ta trực tiếp giao tận tay tôi trực tiếp giao cho cậu. Thái Vĩ thấy Phương Mộc nhíu mày ngẩn người nhìn lá thư trên tay. Sao? Cậu không đọc à? Phương Mộc không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào lá thư. Má Khải, anh muốn nói với tôi điều gì? Thái Vĩ thấy Phương Mộc không nói gì, cũng thấy cụt hứng, bèn đứng dậy cáo từ. Phương Mộc không giữ lại, Thái Vĩ đi đến cửa, chợt quay người lại nói. Má Khải bị xử tử hình, lập tức thực thi. Anh dừng lại một lát. Hắn không kháng án. Nếu không có gì thay đổi, sáng sớm thứ năm sẽ tử hình. Nói xong, gật gật đầu với Phương Mộc, rồi kéo cửa bước ra. Tầng thượng ban đêm tĩnh mịch lạ thường. Trên đầu không có trăng, cũng không có sao, chỉ có màn đêm đen kịt. Gió thổi rất to, những hạt cát trên trần bị thổi bay khắp đất, như thể bước chân nhẹ tênh. Phương Mộc đứng bên rìa sân thượng, lặng lẽ nhìn sân trường chìm trong màn đêm đen dày đặc, dường như đang chìm vào vực sâu thăm thẳm. Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Má Khải đã bị xử tử hình chưa? Cậu cố gắng nhìn ra phía xa, đôi tai căng lên lắng nghe từng tiếng động khẽ khàng nhất. Trong một góc tối nào đó, người đó bị áp tải xuống khỏi xe cảnh sát. Có thể có bạn đồng hành, cũng có thể chỉ có một mình. Đi nốt mấy bước cuối cùng của cuộc đời mình, trước mặt là một hố đất rộng. Quỳ xuống, có thể cảm thấy sự đau đớn khi đá sỏi cắm vào đầu gối. Phía sau gáy là những khẩu súng trường tự động K-561 đã lên đạn. Những người cảnh sát tư pháp đặt tay lên khẩu súng K-54 đã được mở khóa an toàn, lặng lẽ chờ đợi những cảnh sát thi hành án bóp cò. Chỉ giây lát nữa thôi, từ đây tất cả mọi thứ trên cõi đời này, tốt, xấu, những thứ nợ anh, nợ tôi đều tiêu tan hết. Biết rõ mình không thể nghe được tiếng súng, Phương Mộc vẫn hết sức căng thẳng chờ đợi. Thực ra chính cậu cũng không rõ rốt cuộc cậu có muốn nghe thấy những tiếng súng đó hay không. Thực sự Phương Mộc cũng cảm thấy mình không rõ rốt cuộc trong lòng cậu, Má Khải, một kẻ sát nhân điên cuồng đáng bị 100.000 mũi dao đâm, hay là một bệnh nhân hết sức đáng thương. Một điều chắc chắn rằng Má Khải có trở ngại tinh thần nghiêm trọng, nhưng theo quy định luật hình pháp của Trung Quốc, trở ngại tinh thần của Má Khải không hề ảnh hưởng đến khả năng khống chế và phân biệt. Do đó, theo pháp luật, anh ta vẫn là người có khả năng chịu trách nhiệm hình sự, bắt buộc phải gánh chịu hậu quả pháp luật do những hành vi phạm tội của mình gây ra. Thế nhưng lúc này đây, trước mắt Phương Mộc là đôi mắt vô thần không có sức sống, tràn đầy nỗi lo lắng và tuyệt vọng của Má Khải. Anh ta giống như một con vật đáng thương, đang ra sức lao chạy khắp nơi để tìm lối ra trong mê cung. Đầu bị đập đến chảy máu, sợ hãi khóc lóc nhưng không có lối ra, không được cứu chuộc. Máu là lời nguyền rủa ngọt ngào, khi uống nó tưởng như là đang thu hoạch, thực ra là sự mất đi vĩnh viễn.
Trong căn phòng nhỏ suốt ngày đêm kéo kín rèm cửa tại số 83 đường Bắc Thường Thanh, khu Hồng Viên, mỗi lần tỉnh lại, mệt mỏi rã rời giữa cơn mê, Mã Khải cần cảm thấy may mắn là mình lại sống sót thêm một ngày, hay là cần phải nhắc nhở mình cái ngày tử vong đã càng lúc càng gần kề. Phương Mộc thở dài, xách chiếc túi ni lon màu đen giống như trước đây, cậu đi về bãi cát ở phía đông bắc sân thượng. Một lát sau, đám cửa cháy sáng bùng lên, tàn giấy màu đen tung bay khắp nơi, rơi xuống nhưng không cam tâm, lại gắng gượng bay lên. Thế nhưng cuối cùng cũng rơi xuống khắp sân thượng, nát vụn không chút động tĩnh. Phương Mộc lôi lá thư vẫn chưa đọc chữ nào ra, muốn nói gì đó với đốm lửa, miệng há ra nhưng vẫn không nói gì, chỉ ném bức thư vào trong đám lửa, nhìn nó uốn cong rồi cháy thành tro, hòa lẫn với những tàn giấy khác, bị gió quấn lên bay đi mất. Từ nay, tất cả mọi thứ của anh đã hoàn toàn chấm dứt, không để lại chút dấu vết gì trên thế giới này. Giờ 30 phút, Phương Mộc bị cuộc điện thoại của Thái Vĩ làm cho tỉnh giấc. Thái Vĩ nói với cậu, 2 giờ 50 phút sáng nay, Mã Khải đã bị xử bắn, một viên đạn đã chấm dứt sinh mạng, không hề có đau khổ